cùng không gian âm nhạc đêm nay. Xin quý vị vui lòng chuyển điện thoại di động sang chế độ rung hoặc tắt máy. Xin chân thành cảm ơn. Stars are out dancing, midnight is calling, but we're caught under the moon.
something more than tonight. And would you say that it's okay that I'm terrified about what I feel now? It could be just a rush of emotions, chemical connection taking over. But I feel a surging as if we are turning into something more than where we were, dreams now heading in reverse. I guess I seem so strong, but it hurts me just as wrong. And though I try and hide, it's hard to mask what's inside. Leading with my head instead of my heart, guarding all the pieces so they don't tear apart. Building these borders to keep myself safe. Afraid to break, afraid to break down. The silence stings as you walk away, and my chest burns for you to stay. Why is it so hard for me to say? What do I know? But yet I will. Just to feel alive.
Kính thưa quý vị, đại nhạc hội dành riêng cho phái đẹp với chủ đề Son do thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản Menard tổ chức sẽ được bắt đầu trong giây lát. Chúng tôi hân hạnh được chào đón quý vị đại biểu khách quý có mặt tham dự sự kiện ngày hôm nay. Mời quý vị ổn định chỗ ngồi trong khán phòng để thưởng thức chương trình trọn vẹn và thăng hoa cùng không gian âm nhạc đêm nay. Xin quý vị vui lòng chuyển điện thoại di động sang chế độ rung hoặc tắt máy. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị một đêm nhạc thật nhiều cảm xúc. Side, summer should never end. Sharing the same bed, spending these nights having sex whenever we like. Playing in a deck chair, feeling the sunshine. Let's make these wishes come true. Good life, good life.
Kính thưa quý vị, Đại Nhạc Hội Son với những câu chuyện tự sự về tình yêu và cái đẹp xin phép bắt đầu. Thank you.
Và xin được hân hạnh giới thiệu với toàn thể quý vị đại sứ thương hiệu Menage Việt Nam, Diva Hồng Nhung. Hồng Nhung xin trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả của Đại Nhạc Hội Menage mang tên Son. Thưa quý vị, hân hạnh được chào đón quý vị có mặt trong không gian ngày hôm nay, một khán phòng quá lớn ở Việt Nam chúng ta. Nhưng mà Linh đang cảm thấy có một sự ấm áp rất lớn, bởi vì đối với riêng Lê Anh ngày hôm nay, trong vai trò người dẫn chương trình, thì được hội ngộ, được gặp gỡ và chia sẻ mối giao cảm này với 3.500 người phụ nữ và một hoa hậu ở trên này, thì quả thực là Lê Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Xin cho phép Lê Anh được gửi lời chúc sức khỏe tất cả quý vị ở đây. Và thưa đại sứ đã mở lời rồi. Bây giờ thì cho Lê Anh được hỏi thăm chị một chút. Thưa quý vị, chị Hồng Nhung trong rất nhiều chương trình mà Lê Anh có dịp cơ hội để cùng tham gia, có thể từ xa thôi hoặc là lại gần, thì đều thấy cái điều này thì mọi người thừa nhận với Lê Anh nhé, không có gì phải thay đổi, là đây là một trong những nghệ sĩ không tuổi ở Việt Nam. Cái đó là vẻ ngoài thì rõ lắm. Nhưng có một điều em quan sát, em nghĩ là nó tinh hơn chút, là em hay nhìn vào mắt chị trong một số lần, có thể nhìn trộm thôi, và thấy rằng là ở ánh mắt của chị Hồng Nhung luôn luôn có một cái sinh khí, một cái năng lượng vô cùng tích cực và tuyệt vời. Không biết là chị có cái bí quyết gì? Anh này mà đi cưa gái thì chắc là gái chết hết. Xin cảm ơn lời khen rất là tuyệt vời của Lê Anh. Và thưa tất cả quý vị, Hồng Nhung vô cùng hân hạnh đã được trở thành đại diện, đại sứ của Menage, một thương hiệu về mỹ phẩm ở Nhật Bản, nổi tiếng chính bởi bề dày của đẳng cấp và bề dày của uy tín. Hồng Nhung có thể, như Lê Anh nói, là được đẹp hơn so với vốn tự có và tươi hơn so với tuổi cho phép. Có lẽ bởi vì Hồng Nhung đã đồng hành cùng với Menage, bởi vì không chỉ cho phái đẹp cái giải pháp hữu hiệu để gìn giữ và làm đẹp hơn vẻ đẹp bên ngoài, hơn thế nữa, Menage mang đến truyền cảm hứng cho người phụ nữ về truyền cảm hứng về một cái triết lý sống lành mạnh, tạo nên cái vẻ đẹp ở bên trong, nuôi dưỡng năng lượng của người phụ nữ, nuôi dưỡng sự tự tin và từ đó làm cho người phụ nữ tỏa sáng hơn. Bạn không cần phải cao 1m70 và bạn không cần phải có gọi là chân dài 1m2 thì bạn vẫn có thể là một người phụ nữ đẹp, và không chỉ đẹp, quyến rũ và quyền lực nữa. Vì thế Hồng Nhung đi cùng với Menage bởi họ chỉ cho mình, họ mang cho mình, họ truyền cho mình cảm hứng và luôn cả giải pháp hữu hiệu làm sao đẹp hơn ở bên ngoài và sáng hơn cả ở bên trong. Xin cảm ơn Menage. Tôi luôn luôn có một cái sự ngưỡng mộ rằng mỗi một lần mà chị Hồng Nhung phát biểu thì nó như một áng thơ hay là một áng văn vậy. Vừa rồi người phụ nữ không có thiếu tự tin khi nói rằng là mình đẹp hơn cái gì đó cho phép, hay là mình sáng hơn cái gì đó cho phép, thì thôi để hầu quý vị ở đây, đặc biệt là chị em phụ nữ, lên mời Hồng Nhung xuống phía dưới ta trò chuyện với khán giả để mọi người thấy chị gần hơn một chút. Ở trên này hơi xa. Dạ vâng, gần nhưng mà đừng gần quá. Đúng rồi, tôi hiểu. Lộ hết. Các nghệ sĩ của chúng ta. Xin phép quý vị để Lê Anh và Hồng Nhung xuống phía dưới để trò chuyện cùng quý vị. Và chị cẩn thận, chỗ này có một cái bước đi. Và xin quý vị chào đón Diva Hồng Nhung một lần nữa gần hơn với chúng ta, phải không ạ?
Bây giờ chị thấy gần đầy đủ chưa hay là mình lùi lại một tí cho nó chị tự tin hơn? Dạ không sao gần được, nhưng mà ánh sáng đừng có sáng quá là được. Thưa quý vị, cho phép xin phép chị Hồng Nhung, cho phép Lê Anh được trở lại một chút để có nghĩa với những người nghệ sĩ vừa biểu diễn xong. Quý vị thấy cái màn trình diễn violon vừa rồi tuyệt vời không ạ? Có thể vỗ tay được không ạ? Chúng tôi giàn dựng cái tiết mục này nó giản dị thôi, nhưng bằng âm nhạc nó đưa chúng ta du dương bản Hừng Đông này, nó qua bao nhiêu thế giới, và quan trọng nhất là qua bốn mùa. Nếu ví cuộc đời một con người là bốn mùa xuân hạ thu đông, thì bản Hừng Đông vừa rồi đưa quý vị qua cả bốn mùa với tiếng đàn violon phải nói là rất xuất sắc của nghệ sĩ violon Hoàng Rốp và Vũ Đoàn. Hy vọng rằng quý vị đã có một sự khai mở cùng chúng tôi rất là nhiều cảm xúc cho đêm nay. Nhân chuyện violon, cái thời của Hồng Nhung ở Hà Nội thì trẻ con mà sang nhất ấy là đi ra đường phải xách cái hộp gỗ đàn violon. Ở trong có cái đàn violon. Chứ không phải là guitar hay là đấy là sang nhất. Tức là cái thời của Hồng Nhung. Vì thế Hồng Nhung về nhà và nói với bố là cho con học violon. Nhưng mà bố của Hồng Nhung là một người vô cùng thông thái. Ông nói rằng gớm với cái khả năng âm nhạc của con ấy mà ò ử thì có mà bố chết. Cho nên thôi, không đầu tư vào cái violon nữa. Thôi, không sang được thì thôi bình thường. Và chính vì thế mà Hồng Nhung không trở thành nghệ sĩ violon tuyệt vời như vừa rồi được, mà chỉ có thể là ca sĩ thôi. Có nghĩa là chẳng cần nhạc cụ gì cả, cứ thế là hát nhà chồng được. Nhà chồng được, vốn tự có đấy, đúng người của chị đúng không? Bây giờ trở lại cái tứ là Hồng Nhung là một ca sĩ, thì cho phép Lê hỏi Hồng Nhung là hôm nay khán giả đều biết trên poster, trên những tờ quảng cáo giới thiệu về chương trình hay là những thông tin mà họ có được, không có một thông tin nào về Hồng Nhung cả, quý vị biết đúng không ạ? Thế thì chị sẽ hát bài gì trong đêm nay? Chị sẽ hát những bài gì, phần nào? Tôi có chuẩn bị 20 bài để hát. Quý vị nghĩ là quý vị có dành một nửa chương trình, tức là vì cái phần này là bất ngờ nên là nửa đầu sẽ là Hồng Nhung 20 bài. Nhưng không được hát. Bởi vì đây là một chương trình đặc biệt nhất trong tất cả những chương trình biểu diễn tôi được đứng ở trên sân khấu. Đặc biệt là vì là ca sĩ mà không được hát. Vì tại sao không hát? Bởi vì hôm nay chúng ta thật vinh dự được đón tiếp 3.500 người đẹp. Xin phép chị một chút, khán phòng có thể cho sáng đèn lên. Lê Anh và Hồng Nhung muốn được gửi lời chào bằng ánh mắt với tất cả chị em phụ nữ. Ôi, wow. Và mọi người mặc diện lắm ạ. Thực ra là đẹp. Nếu như mà mình không quá bất lịch sự thì thậm chí Lê Anh còn muốn mọi người đứng lên để mà khoe dạ, dáng. Dạ thôi, được thôi, rồi, vâng, thôi được rồi. Mọi người đẹp quá, và xin cảm ơn mọi người. Bởi vì hôm nay là toàn là những người đẹp thôi, cho nên Menat đã nghĩ ra một cái ý tưởng mà chưa bao giờ có ở Việt Nam. Đó là vinh dự được mời đến trên sân khấu này không những một dàn nhạc tuyệt vời, mà quan trọng hơn cả là 5 ngôi sao, 5 ca sĩ nam. Tuyệt vời đấy. Xin được tả rằng tài năng. Chấm chưa? Tài năng thì chắc rồi. Đẹp trai. Chấm luôn. Trẻ khỏe. Cái chữ khỏe chị nói nghe nó run run ấy. Chị thử bao giờ rồi mà. Chị xin lỗi, mặc dù đã rất học thanh nhạc và không bao giờ bị oét nốt, oét tức là khi mà hát, nhưng khi nói đến cái đoạn mà các năm anh mà lại trẻ khỏe, bỗng nhiên giọng chị bị oét. Vâng. Và lại đầy nhiệt huyết. Các chị thích không? Có thích quá không? Cứ thể hiện đi. Bởi vì tôi đã thể hiện bằng cái giọng oét của tôi rồi. Và như thế, có người nói rằng là có phải là như vậy là năm anh sẽ hôm nay đến đây để phục vụ tất cả các quý bà. Thì Hồng Nhung bảo xin được thay từ phục vụ là năm anh sẽ đến đây đêm nay để tôn vinh các chị. Rất tuyệt vời ạ. Thưa quý vị, và thôi xin phép quý vị một chút mở đầu chương trình để Lê Anh và Hồng Nhung rông dài một chút xíu. Bởi vì cái phần trình diễn sau đây chúng tôi có một cái phần sắp đặt nó tương đối cầu kỳ một chút xíu, chứ không phải là thực ra là Hồng Nhung và Lê Anh muốn trở thành MC ngôi sao của đêm nay đâu ạ. Ngay bây giờ, thưa quý vị, chúng ta sẽ đi qua một đêm nhạc bằng những câu chuyện kể như qua một bốn mùa vậy. Và tuổi trẻ được ví như mùa hè, một mùa hè với những cơn mưa rào. Và rất nhiều người chúng ta đã từng ướt mưa rào trong thời tuổi trẻ của mình.
Nhưng nếu được ước một lần trở lại, hẳn nhiên ai cũng muốn trở lại cái cơn mưa rào tuyệt vời ấy. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với những nghệ sĩ để biểu đạt tinh thần của tình yêu và cái đẹp trong mùa hè của Son.
giữa cuộc đời này. Em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Gió mắt mắt hay mơ mãi sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra đua thì tình anh mãi mãi không đôi rời. Sẽ mãi chân che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai mong em. Khi em yêu lòng, khi em nói về, anh mãi mãi không đôi rời. Do you wanna marry me? Baby, baby. Do you wanna marry me? Baby, baby. Do you wanna marry me? Giữa cuộc đời này em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta khi hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được say đôi. Gió có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình xa đua thì tình anh vẫn mãi mãi không đợi rời. Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em nói về. Do you wanna marry me? Mọi người có thể bỏ tay đi. Do you wanna? Do you wanna marry me? Vỗ tay cho ban nhạc của anh Dương Cầm và violin Hoàng Drop ạ. Thank you. Thưa quý vị, thưa các bạn thân mến, một lần nữa xin được giới thiệu với các chị em ở đây hai gương mặt nghệ sĩ nam đầu tiên trong đại nhạc hội Son hiện diện cùng với quý vị, cũng là hai giải cống hiến mới nhất của chúng ta, niềm tự hào của bất cứ nghệ sĩ biểu diễn nào. Đó chính là nghệ sĩ mới của năm Hoàng Drop. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho anh. Và nghệ sĩ của năm Núp Phước Thịnh. Wow, tôi có để ý ở trong mà thấy rằng là các chị em mở điện thoại cái phần đèn spotlight và giơ lên rất nhiều trong phần trình diễn vừa rồi của Núp Phước Thịnh và Hoàng Drop. Rất là hạnh phúc khi chúng ta được đón nhận cái tình cảm của khán giả. Xin tiết lộ với quý vị, hai nghệ sĩ trẻ của chúng ta đây được ban tổ chức, được anh em sáng tạo lựa chọn để biểu đạt cho mùa hè trong 4 mùa. Nhạc hội hôm nay với 4 mùa, khán giả sẽ đi qua 2 bạn trong mùa hè. Nhưng Lê Anh xin hỏi một cách cá nhân thôi, Núp Phước Thịnh
Em thích cái mùa nào nhất trong năm? Thật ra thì Nô thích mùa đông nhất. Thích mùa đông? Vâng ạ. Vì chắc là mình có nhiều cảm xúc khi mà mùa đông về. Và một cạnh nữa là mình sinh vào trong những ngày cận Noel. Cái sở thích của Nô Phước Thịnh đã chia sẻ với các chị em ở đây là mùa đông. Nhưng khi mà bản thân là một người nghệ sĩ, cái chức phận của mình là biểu đạt một cái tinh thần nào đó với khán giả, thì người ta nhìn thấy ở em mùa hè, nhìn thấy ở em sự tươi trẻ, cũng như Hoàng Rốt vậy, tuổi trẻ của các em không thể nào mà không có cái gì có thể mua được cả. Thì em có hạnh phúc vì điều đó không? Dĩ nhiên là rất hạnh phúc ạ. Vì cái tuổi trẻ của mình khi mà đem lại cái sức sống mới, những cái động lực. Và mình rất là vui khi mà với cái tuổi trẻ như vậy của mình, mình có thể làm rất là nhiều điều, theo đuổi những cái ước mơ của mình. Mình có thể hát, mình có thể bay thật xa. Và dĩ nhiên đó cũng là cái lý do vì sao ngày hôm nay ban tổ chức của chương trình mới chọn cả Nu và cả người bạn trẻ này cùng đại diện cho mùa hè, để đem đến một cái bầu không khí nó tươi mới, nó thật là rực rỡ trong những cái giây phút đầu tiên như thế này của chương trình, thưa quý vị. Tiết lộ với Nu và với Hoàng Rốt và quý vị một chút là ba nghệ sĩ còn lại của chúng ta tranh nhau cái mùa hè này đấy. Bởi vì là đúng là khi mà họ không còn mùa hè nữa thì họ rất là muốn có mùa hè. Đấy là cái điều tâm sự thật. Nhưng mà chắc chắn là hai em biểu đạt cho mùa hè rồi. Thôi bây giờ trở lại câu chuyện chuyên môn. Thì Hoàng Rốt và Nu đã từng hợp tác với nhau trên sân khấu nào chưa? Hay là đây là lần đầu tiên hai bạn? Có thể nói thì đây là lần đầu tiên Hoàng đứng với anh Nu Phước Thịnh, lớn tuổi hơn Hoàng. Và Hoàng cũng nghĩ đây là cơ hội rất là lớn để Hoàng có thể học hỏi nhiều hơn anh Nu. Tại vì là mặc dù Hoàng theo một dòng nhạc chuyên biệt như vậy, nhưng mà khi mà nhìn anh vừa nhảy mà vừa hát được như vậy là Hoàng thích vô cùng. Thế thì em muốn chuyển lại cái violon mới cho Nu hoặc là cho anh, còn em thì sẽ nhảy và hát. Cũng được ạ, cũng ok luôn. Tức là em có thể làm ca sĩ. Thật ra thì ước mơ thì ai cũng có. Ví như Hoàng thì Hoàng lại thích nhảy, thích hát. Ngày xưa thật ra cũng bật mí với tất cả quý vị, đó là ngày xưa Nu cũng rất là trong tất cả các loại nhạc cụ thì violin cũng là một trong những cái loại nhạc cụ mà Nu rất là yêu mến. Nhưng mà quý vị biết đó, phải bỏ rất là nhiều công sức để có thể học một loại nhạc cụ như thế này. Và đặc biệt rằng là chúng ta đồng ý là có mơ ước, nhưng mà cái quan trọng chúng ta phải có khiếu và khả năng nữa. Vì vậy cho nên là được biết và được quen với Hoàng thì Nu cảm thấy rất là hay. Và Nu nhìn thấy được cả một tuổi trẻ của Nu ở trong Hoàng. Vì có như là cái lúc mà mình mơ ước được cầm lên cây violin để mình chơi, nhưng mà bây giờ thì mình được cùng hát chung với một nghệ sĩ sử dụng violin. Vì vậy cho nên là mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, khi mà Nu nói rằng là nhìn thấy Hoàng và thấy tuổi trẻ của mình thì anh hơi buồn tí. Anh nhìn thấy hai em, anh thấy gì đã qua của anh. Đúng, vâng, thật là hơi mùa đông đó. Không nói thế thôi, chứ anh tự tin lắm, anh giống chị Hồng Nhung. Giống như chị Hồng Nhung nhìn thì anh chắc là cũng tiếc. Thế thì thôi, trở lại thế này, mời quý vị, chúng ta sẽ vỗ tay để chia tay Hoàng Rốt. Cảm ơn em rất nhiều, phần cống hiến rất tuyệt vời của em, xin cảm ơn em. Và tiếp tục những bó hoa tươi đẹp và những cây ánh đèn spotlight của khán giả ủng hộ cho Nu, anh xin nhường lại sân khấu cho em. Và chắc là em sẽ không được hát một bài nào buồn bã trong cái phần đầu này rồi. Vì chức phận của em là một mùa hè với những cái khốc khởi, những cái tươi mới. Và ai cũng thế thôi, cứ chọn cho mình và bổ sung cho mình trong một bộ sưu tập những khốc khởi ấy để nó lớn dần thành tình yêu sau này. Xin nhường lại cho Nu Phước Thịnh nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều, xin cảm ơn. Và một không khí trang trọng như thế này, và ở trên đây Nu nhìn thấy được những nụ cười của tất cả mọi người. Bản thân Nu là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu, Nu cảm thấy mình rất là vinh hạnh. Và một điều nữa đặc biệt, ngày hôm nay có rất là nhiều những chị em phụ nữ, và các bạn đều mặc những cái bộ trang phục rất là đẹp. Đó. Và các bạn dường như làm cho những người nghệ sĩ ở trên đây dường như mất trí đi. Đó. Vì vậy cho nên lúc này Nu rất là muốn hát một ca khúc mà ở trong đó cũng nói về việc một người con trai đứng trước cái vẻ đẹp của một người con gái thì mình rất là dễ bị lạc lối, thưa quý vị. Bài hát được mang tên Như Phút Ban Đầu. Và nếu đã lỡ yêu thương, đã lỡ có những ánh đèn flash rồi thì xin hãy cho nó thật là nhiều hơn nữa đi, thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều nhé.
anh như người điên mất trí. Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì anh đã cho lỡ đau say. Em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gành sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Nhìn vào sâu đôi mắt, em có biết trong anh muốn nói điều gì? Rằng tôi đưa đôi ta từ ánh mắt đôi môi cứ chỉ biết cười, rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời. Vì em anh như người đi mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ gì. Vì anh đã cho lỡ đắm say, em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gành sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Cứ dịu dàng vẫn muốn bên anh thật lâu. Phút đầu tiên em đã lấy mất đi linh hồn, người làm anh xôn xao con tim ngỡ ngàng. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết ý suy. Vì anh đã cho lỡ đắm say. Em không bận tâm mai sau thế nào. Dù mai sau kia gặp gành sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì anh đã cho lỡ đắm say. Em không tâm mai sau thế nào, dù mai sau kia gặp gành sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Vì em anh như chỉ, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy. Vì anh đã cho lỡ đắm say. Em không bận tâm mai sau thế nào. Khi gặp gành sóng gió, dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. Thưa quý vị, là ngày hôm nay đứng trên sân khấu như thế này, một sân khấu rất là hoành tráng. Quý vị khán giả ngồi kín hết khán phòng như thế này làm cho Nu cảm thấy mình lớn hơn rất là nhiều. Và đặc biệt được là ngày hôm nay vẫn được có cái vinh hạnh được hát chung với những cái đa cái đề trong làng âm nhạc Việt Nam, các đàn anh. Mình cảm thấy áp lực rất là nhiều thưa quý vị. Nhưng mà khi ra đây hát rồi, những tiếng vỗ tay của mọi người làm cho không khí trở nên rất là thoải mái. Và cũng chỉ mong rằng là xin cảm ơn. Đó ạ. Dạ. Quý vị hãy giữ những tràng pháo tay để đến cuối chương trình luôn được không ạ? Và xin mạn phép cho Nu xin thêm một tràng pháo tay dành cho ban nhạc của anh Dương Cầm ạ. Thật là tuyệt vời. Và chắc chắn như quý vị biết, đó là nếu mà Nu đã nói là Nu đại diện cho mùa hè để mang lại sức sống, để mang lại những sự tươi mới, thì dĩ nhiên vẫn không thể thiếu những sở trường của mình, chẳng hạn như là những bài hát sôi động, những bài hát nhạc dance, đúng không ạ? Và đây cũng là một điều mà
Nu rất là vui khi là có một màu sắc rất riêng trong chương trình ngày hôm nay. À, vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với một bài hát của nhạc sĩ Đỗ Hiếu được mang tên Cause I Love You. Xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Hay tình em đã phai phôi nhạt nhòa. Giờ người bên anh mong em sẽ vui. Giờ người bên anh mong em bình yên. Để em thôi bận lòng, anh sẽ ra đi vì em. Khép kín ký ức ấy vào tim, anh khép kín những nỗi nhớ đông đầy. Để ngày dài trôi mãi anh sẽ thôi không u sầu. Cho anh thôi không nghĩ về em, cho anh thôi thao thức đêm dài. Giờ còn ai kề bên, còn ai được thâu nồng say. Lối cũ ấy ta đã cùng nhau, kề vai bên hiên trao chia hôn đầu. Sao dần dần xôi qua hai đứa hai nơi phương trời. Anh hoang mang nơi đây vực sâu, khi em xa anh mang nỗi đau. Muộn màng nhưng anh biết em đã thôi không còn yêu. Giờ người đang bước bên ai không phải anh. Giờ người đang say bên ai không phải anh. Chắc do anh vô tâm, hành tinh em đã phai phô nhạt nhòa. Giờ người bên anh mong em sẽ vui. Giờ người bên anh mong em bình yên. Để em thôi bận lòng, anh sẽ ra đi vì em. Tell me baby, why did you make me cry? Tell me baby, I miss you every night. Cause I love you, love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you, love you. Tell me baby, why did you make me cry? Tell me baby, I miss you every night. Cause I love you, love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you, love you. Khép kín ký ức ấy vào tim, anh khép kín những nỗi nhớ đông đầy. Để ngày dài trôi mãi anh sẽ thôi không u sầu. Cho anh thôi không nghĩ về em, cho anh thôi ngóng trong đêm dài. Mãi thương tiếc hoài, mãi nhớ đôi vai, mãi mơ bên ai. Lối cũ ấy ta đã cùng nhau, kề vai bên hiên trao chiếc hôn đầu. Sao dần xa xôi qua hai đứa hai nơi phương trời. Anh hoang mang nơi đây vực sâu, khi em xa anh mang nỗi đau. Không, không còn bên em. Người đang say bên ai không phải ai. Chắc do anh vô tâm, hay tình em đã phai phôi nhạt nhòa. Giờ người bên anh mong em sẽ vui. Giờ người bên anh mong em bình yên. Để em thôi bận lòng, anh sẽ ra đi vì em. Chàng pháo tay xin cho phép dành tặng cho ST319 và vũ đoàn bước nhảy. Thank you you guys.
Thank you. Đã chưa ạ? À? Em thấy có mấy chị ở dưới nhảy theo quẩy hết mình nhá. Vâng ạ. À, và chắc chắn rồi, hôm nay sẽ có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau được truyền tải qua âm nhạc. Và trách nhiệm của một người nghệ sĩ khi trên sân khấu luôn luôn sẽ đem lại thật là nhiều những cái cảm xúc để có thể có một đêm cống hiến, một đêm hết mình với khán giả. Và xin cho phép lúc này nuôi mời ra sân khấu một người đàn anh của mình, một người mà từ rất là xưa Nụ học hỏi ở anh rất là nhiều. Xin một tràng pháo tay dành cho ca sĩ Quang Dũng. Lời đầu tiên cho phép Quang Dũng xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Hôm nay Quang Dũng rất là vui, rất là vinh dự khi được đến với chương trình. Chương trình đã tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Chính vì thế mà đây là lần đầu tiên cùng với Nô Phước Thịnh xin được gửi đến quý vị một bài hát rất hay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Bài hát được mang tên Tuyết Rơi Mùa Hè. Em sẽ hiểu ra như tuyết mùa hè rằng người trong màu áo trắng phai. Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhà sân, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian ngừng lại thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dần về một ngày anh chờ em. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè, bầu trời đã bay những cánh hoa như sao mà bay. Và dù anh có che lại thì mùa lửa trắng em cài là hoa tuyết khương ta. Được sống từ đầu vẫn muốn bên em nhiều thời thơ. Và nếu thời gian ngừng lại thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dần về một ngày anh chờ em. Vì ngày em đến là ngày là hoa tuyết không lại.
ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và để chinh phục con tim của quý vị thì chắc chắn không ai sẽ làm tốt hơn các đàn anh của Nu. Vì vậy chúc cho quý vị có một đêm âm nhạc thật sâu lắng và thật ý nghĩa nha. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của mọi người. Xin chào. Xin cảm ơn em. Có một bài hát ngay sau đây, Quang Dũng xin được mời quý vị cùng nghe lại một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Quốc Bảo. Bài hát cũng mang một cái thông điệp nói về cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Xin mời quý vị cùng nghe bài điểm mang tên Bài Tình Cho Giai Nhân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Con trăng rất già mà còn hào hoa, con sông rất già mà tuôn lượt là, còn ta riêng ta, còn em riêng em rất buồn mà tình cứ đưa, thân đã mòn mà lòng vẫn son, con trăng rất tròn dù tình hao hốt, trăng đã hẹn ngàn kiếp cũng về. Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu, nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu. Ngày ta dần chiều chờ em yêu kiều, ngày ta dần gấm mời em sang đầu. Ai lên đường thả tình bốn phương, ôi ai vô thương, lòng ai khó lường, lòng ai còn hào hoa, con sông rất già mà tuôn lượt là, còn ta riêng ta, còn em riêng em rất mềm dậy mình sống lên, em trông rất hiền lòng sao trong quên. Con trong tiếp theo ngày dòng giao về, chẳng đã hẹn ngàn kiếp cùng về. Chân em rất dài thì thành ngất ngây, vai em rất đầy ngủ vui tóc mới. À ơi ngọc tiếng xuân trăng miền, à ơi đời úa cần em sang mùa. Ai lên đường thả tình bốn phương, ôi ai vô thường,
đẹp màu lụa tươi, mong em nói cười nhẹ nhàng thành thơ. Em mắt rồi đẹp màu lụa tươi, mong em nói cười nhẹ nhàng thành. Cảm ơn, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây, cùng với một người bạn đồng nghiệp của mình, một người chị rất là thân thiết, đã có với nhau rất là nhiều những bài hát, cùng hát với nhau trong suốt thời gian qua, và có được sự thương yêu của quý vị dành cho đôi song ca này. Với Quang Dũng thì chị là một người rất là đặc biệt. Trong trái tim của Quang Dũng luôn dành một cái nơi đặc biệt dành cho chị. Và ngay sau đây, xin cùng với cô gái ấy sẽ hát một bài hát của nhạc sĩ Đức Chí. Bài hát mang tên Vì Ta Cần Nhau. Xin mời vị. Trên tìm nhau từ lâu, giờ ta gần nhau. Anh hãy thôi, ta sẽ ngồi cùng nhau về một ngày xanh thắm nơi thiên đường xa. Một cuộc tình êm ấm dù trong lời ca. Thank you.
Hồng Nhung và Quang Dũng. Xin cảm ơn ha, anh đã cho tôi hát ké một bài. Và trước khi xin được trân trọng trả lại sân khấu cho con người vừa đẹp trai, vừa tài năng, vừa tử tế, vừa đạo đức, vừa tri thức. Ôi trời, hết hơi. Thì Hồng Nhung xin được nói rõ là anh đánh rất khéo. Anh bảo là có một người chị mà tôi rất là yêu quý, vô cùng là đặc biệt, và lúc nào ở trong trái tim cũng có một chỗ riêng cho chị. Tức là cái chỗ đấy không phải chỗ tình yêu. Cái chỗ tình yêu là dành cho các em khác hết rồi. Thực ra nó là như vậy. Xin được cảm ơn Quang Dũng đã cho phép Hồng Nhung được hát cùng bài hát Vì Ta Cần Nhau. Tất nhiên là mượn người này để hát lời người khác. Hồng Nhung, xin cảm ơn Hồng Nhung rất nhiều. Có rất là nhiều điều để chị được chia sẻ trong đêm hôm nay. Nhưng có lẽ là ngay sau đây, Quang Dũng dành cái thời gian để hát cho quý vị nghe. Ngay sau đây là một hai bài hát mà chương trình đã dành cho Quang Dũng, cũng như là đã yêu cầu Quang Dũng hát hai bài hát này, và rất là phù hợp với không gian của Hà Nội. Ngày hôm nay Hà Nội đang bước vào mùa thu, và cả ngày hôm nay thì Quang Dũng đã lang thang rất là nhiều những con phố và đón nhận một thời tiết quá là đẹp, quá là lãng mạn. Chính vì thế mà được chia sẻ cùng với tất cả quý vị hai bài hát tiêu biểu trong âm nhạc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Tử Linh, Thu Quyến Rũ và Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Gửi thêm ánh trăng màu
say ai ân về đây với thu trần gian người gió cho mây ngàn bơ người tiếng tơ đông tìm dưới người thế lá thư màu xanh ai ân về đôi mắt như ngay tiếp theo sau đây, Quang Dũng xin được mời một người bạn của mình, và đây cũng là lần đầu tiên cùng hát với nhau về một bài hát về mùa thu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Xin mời quý vị cùng nghe bài hát để mang tên Mùa Thu Cho Em. Xin mời quý vị. Hết sớm cô liều
cho ai nức nở. Em có mơ, mơ mùa mắt ướt quen mi. Và em có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Anh với anh mơ mưa nơi ấy, tình ta ngàn Tùng Dương. Chọn cái bài Mùa Thu Cho Em, anh Quang Dũng ạ, của Ngô Thị Miên là cái bài hát lãng mạn nhất trong đêm đại nhạc hội Son ngày hôm nay. Quý vị nhìn Quang Dũng có thấy mùa thu không ạ? Rất dịu dàng, nhẹ nhàng, tinh tế. Tôi nghĩ rằng là nếu mà ban tổ chức chúng ta có mời anh Dũng chuyển sang mùa khác, khán giả không đồng ý. Vậy xin hỏi anh Dũng một câu duy nhất thôi. Đó là hôm nay anh hát Mùa Thu Cho Em rất là nồng nàn cùng với Tùng Dương. Thì lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên Tùng Dương và Bổ Sung, lần đầu tiên hai nghệ sĩ hát chung song ca với nhau và lại với bài hát rất là hay này. Thì xin hỏi anh Quang Dũng là hôm nay có mùa thu nào, có mùa thu ấy có được dành cho em nào cụ thể trong phòng này không? Xin cảm ơn Lê Anh. Phải nói là khi mà đứng đây ngay từ lúc đầu, Quang Dũng có xin thưa cùng với tất cả quý vị là hôm nay Quang Dũng rất là vui, rất là hạnh phúc. Không những dành cho một ai mà dành cho tất cả những người phụ nữ rất đẹp trong đêm hôm nay đã đến với chương trình Son, là một chương trình tôn vinh những vẻ đẹp của phụ nữ trong đêm hôm nay. Biết ngay, đây là cái câu hỏi, biết ngay là câu trả lời lập trình. Còn lâu người ta mới nói thật anh nhé. Đấy, mà mình cố, anh em mình bàn nhau rồi đúng không, mà cũng không thể nào. Mới là hai người là có thông đồng ra đây nữa là có. Còn Tùng Dương, sự hợp tác này lần đầu tiên Tùng Dương thấy thế nào? Một giọng nữ, một giọng nam trung baritone. Xin lỗi quý vị, vàng đấy, phụ nữ chiếm ngập tất cả những cái trong cái ý nghĩa của đã cánh đàn ông rồi, cứ nói ra nam nhưng mà cứ lại nói là thành nữ, phải không ạ? giọng nam là anh Dũng, là baritone, của Tùng Dương thì là tenor 2, tưởng chừng như là rất là có thể khó hòa quyện, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi hát với tất cả những cái
cái sự lãng mạn nhất của mình để gửi tặng cho tất cả quý vị, đặc biệt là các bạn gái, các chị. Với quý vị có thấy lãng mạn không ạ? Và đặc biệt là may quá có anh Lê Anh bước ra, chứ từ không tôi đứng với Quang Dũng tôi rất là thiệt. Thứ nhất là chiều cao tôi không thể sánh bằng anh Dũng. Thứ hai là vẻ điển trai, hào hoa như là mùa thu anh vừa nói đấy. Em đứng xa anh tí. Nhưng mà không, anh là không có xấu. Ban tổ chức mới nhưng mà hôm nay là khi mà Tùng Dương vừa xuất hiện với cái áo này ra là tất cả mọi người ồ lên vì nó rất là đẹp. Và cái này thì là hình như là trong live show của Tùng Dương vừa rồi đúng không? À không ạ, không phải đâu ạ. hay là chị mặc cái áo này, design cái áo này cho chương trình ngày hôm nay thôi. Chỉ design cho chương trình ngày hôm nay thôi. Wow. Bởi vì sao ạ? Vì anh Quang Dũng được hóa thân thành mùa thu để hát cho quý vị nghe. Những bài hát về mùa thu thì Tùng Dương thì khắc khoải hơn, cho nên là được hóa thân thành mùa đông. Cho nên là mới mặc cái áo như thế này ra. Toàn băng tuyết đấy đúng không? Để mang tới cho quý vị những cái nét rất chi là có lẽ là khắc khoải, khẳng khiu giống như Tùng Dương của mùa đông vậy. Vâng, và thưa quý vị, trước khi gặp gỡ với mùa đông của Tùng Dương thì chúng ta hãy tiếp tục gửi tặng cho người nghệ sĩ đã truyền tải một mùa thu tuyệt vời, lãng mạn nhất trong tình yêu và đặc biệt trong cái tiết trời mùa thu của Hà Nội, một tràng tay nồng nhiệt. Xin cảm ơn ca sĩ Quang Dũng. Xin cảm ơn, xin quý vị rất nhiều. Bây giờ mình trở lại với mùa đông của Tùng Dương, thưa quý vị. Thực ra Tùng Dương nói rằng là chọn một cái áo mang màu băng tuyết này để gửi đến quý vị nó cũng rất là hợp thời. Nhưng mà Linh thì Linh nghĩ rằng là Tùng Dương có một cái thói quen là hay ủy thác vào thiên nhiên, đất trời và con người. Thực ra áo của Tùng Dương Linh có để ý trong rất nhiều show diễn là lúc nào nó cũng rất nhiều đá, cườm, chi tiết nhiều. Và anh đừng có nhầm đánh đồng như thế, còn những lúc mà em rất là lịch sự nhá. À không, đi lịch sự chứ không phải không. Nhưng mà Linh biết là Tùng Dương có một thói quen này quý vị ạ, không biết đúng không, để Tùng Dương có thể chia sẻ mọi người. Là khi nào bối rối lắm, đặc biệt trong tình yêu ấy, là Tùng Dương thường ngất yêu, không yêu, yêu, không yêu. Mà ngắt đến khi nào mà hết cái áo này thì nó sẽ ra là yêu hay không yêu, có đúng không? Anh nghe một người xì với anh như thế. Thôi thì lúc thì Tùng Dương lãng mạn, lúc thì Tùng Dương lên đồng. Như thế nào cũng được, bứt bao nhiêu thì cuối cùng nó cũng sẽ yêu và không yêu và chọn lựa thôi. Nhưng mà đối với Tùng Dương thì ngày hôm nay được Maynard mời hát trong chương trình Son cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Khi mà Dương được hát, được chọn để hát những cái bài hát lãng mạn nhất, những bài hát tình ca, những bài hát chất chứa nhất. Vì Dương nghĩ rằng mùa đông là mùa có thể là nó mang cho chúng ta cả những cái nỗi buồn man mác nữa, nhưng nỗi buồn nó lại mang cho chúng ta rất nhiều giá trị cho cuộc sống. Và chính vì vậy mà Tùng Dương thì gai góc hơn, cho nên là thường chọn cái mùa mà nó không hẳn là đẹp, nó không hỏng nhìn là thấy được sự lãng mạn, sự ấm áp ngay được, mà có lẽ là mùa đông nó hợp với lại Tùng Dương nhất. Hợp với Dương, chính xác nó cũng là một cái mùa mà Dương yêu thích luôn. Xin hỏi Dương một câu cuối cùng trước khi để cả cái mùa đông tràn ngập sân khấu của chúng ta với Dương. Đó là người phụ nữ nào ảnh hưởng nhất trong đời Tùng Dương? Dương nghĩ rằng là có rất nhiều người phụ nữ trong cuộc đời của mình. Và quan trọng với mình. Nhưng đương nhiên có lẽ là người đã sinh ra mình, người mẹ của mình và người mẹ của tất cả quý vị đó. Có lẽ là chúng ta trong cuộc đời có những lúc chúng ta cũng không thể nào mà báo hiếu được hết hay là nói được hết tất cả những cái tình cảm của mình với mẹ một cách trực diện được. Nếu không thông qua những tác phẩm âm nhạc hay là thông qua những cảm xúc mà chúng ta gửi gắm bằng nhiều cách khác nhau, thì Dương nghĩ rằng là mẹ mình thì lúc nào cũng có mặt trong những cái show diễn quan trọng của mình. Và ngày hôm nay cũng vậy, thì xin được hát tôn vinh những người phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ vĩ đại của chúng ta. Những bài hát về tình mẫu tử, về tình gia đình và mùa đông. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy đến với những mùa đông yêu dấu và Tùng Dương. Xin được hát một bản tình ca bất hủ về Hà Nội của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Bài hát Những mùa đông yêu dấu, mời quý vị cùng nghe. Thank you.
sương lạnh cắm nóc nhà, thắm đèn hàng cây đứng chờ, nói nhau về xa tít mờ, nói nhau những khuôn mặt phố. Tôi từng mong ngóng cứ qua đi, mùa xuân qua xanh tươi, cứ qua đi, hè thu nắng sáng ngời, đến đây những ngày đông sắm trời. Hà Nội của tôi những mùa đông xa lạnh, những con đường thanh vắng trong xưa, bước chân người đi không hối hả, những khuôn mặt không vất vả, đêm nằm trong chăn ấm nghe mưa, những mùa đông thân thoát thôi đưa, nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong xa lại. Mùa đông xa nhau biết bao nhiêu thương nhớ, mùa đông gặp nhau khát khao được gần nhau hơn. Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu, mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương, những giấc mơ
Cảm ơn ba em rất xinh đẹp. Vâng, và ngay sau đây thôi, lại tiếp tục một bài hát về mùa đông nữa. Và nếu mà nói rằng là ai xứng đáng là mùa đông hơn ấy, mùa đông là cái mùa cuối rồi. Thường là người ta nói rằng là xuân hạ thu đông, đúng không ạ? Đông là mùa cuối cùng rồi. Thế thường là ví von cha những ai là lớn tuổi nhất. Thế nếu mà trong đêm nay thì 4 năm anh chàng này thì chắc chắn là Bằng Kiều phải là mùa đông, phải không ạ? Chung phải là Tùng Dương được. Mà nói thì anh Bằng Kiều anh ấy giận chết. À, vâng, và bây giờ xin mời quý vị cùng nghe một bài hát nữa về tuyết, về mùa đông, để chúng ta được cảm nhận những cái lạnh băng giá, những cái sự thiếu vắng hơi ấm của những người thân yêu khi mà chúng ta có người thân sống và làm việc ở nước ngoài. Và bài hát Đường Xa Tuyết Trắng, xin mời tất cả quý vị cùng nghe. Trong nước mắt rơi cùng bông tuyết, để chìm trong ký ức nhạt nhòa, mơ về một ngày mai bóng ai nấp đầy thương nhớ. Đường xa tuyết trắng nhẹ rơi lại một lần nữa người ơi, làm sao để lấp được những cô đơn vơi đầy. Giờ chẳng còn ai sẻ chia, chẳng được cùng ai buồn vui, lạc trong cơn khát yêu thương khi lòng xa vàng. Còn vui với những đêm trăng, ngược sóng ký ức thời gian, trên sông bình yên đổ bóng mơ nơi quê nhà. Tìm lại mơ vắng lặng yên, nhỏ nhòi bờ vai thập thoáng, chỉ còn là những tàn phai, mong manh hôm nào mãi sáng. Chỉ còn là những tàn phai mong manh hôm nào
lần nữa người ơi, làm sao để lấp được những cô đơn vơi. Chẳng muốn ai sẻ chia, chẳng được cùng ai buồn vui, làm cho cơn khát yêu thương khi lòng ra bờ. Ngập vui qua những đêm trắng, ngược dòng ký ức thời gian, chờ dòng bình yên đổ vỡ mưa nơi quê nhà. Nhìn anh có bao nhiêu lặng yên, nhỏ nhòi bờ vai thật thoáng, chỉ còn lại những tàn phai mong manh hôm nào. Mãi xa. Xin mời tất cả các chị ạ. Hát có mỗi một câu thôi mà. Chỉ còn là những tàn phai mong manh hôm nào. Chỉ còn là những tàn phai mong manh hôm nào. Mãi cảm ơn tất cả các bạn, các chị đã thắp cho Tùng Dương thêm ngọn lửa với câu mãi xa mà hóa gần, phải không ạ? Và xin được hát một bài hát nữa. Bài hát này thì đúng là tôn vinh phụ nữ rồi. Có đoạn là đàn ông và đàn bà. Và đàn ông với đàn bà như thế nào thì bây giờ quý vị cùng nghe để thấy rằng là bài hát này thì Dương cũng đã hát trong một vài những chương trình rồi, nhưng mà nó rất là ý nghĩa. Để gửi tặng cho quý vị ngày hôm nay, xin được hát một lần nữa bài hát Mang Thai của nhạc sĩ trẻ Sa Huỳnh. Một dòng suối mang thai biển khơi, một bàn chân mang thai con đường, một bàn tay mang thai tình người, một chuyến đi mang thai ước vọng, một đợi chờ mang thai mùa đông, một khúc ca mang thai mơ mộng, một đóa hoa mang thai tình xưa. Tiếng tang tang tang, đàn tôi mang thai nỗi buồn. Tiếng tang tang tang, xa mặt mang thai dòng sông. Tiếng tiếng tang tang, mặt đất mang thai bầu trời. Tình 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 tang tang tang, đàn bà mang thai đàn ông. Mang thai khu rừng, một dòng suối mang thai biển khơi, một bàn chân mang thai con đường, một bàn tay mang thai tình người, một chuyến đi mang thai ước vọng,
một đời chờ mang thai mùa đông, một khúc ca mang thai mơ mộng, một đóa hoa mang thai tình duyên. Tình duyên tình ta tan tan, ngày vui mang thai ngày buồn. Tình duyên tình ta tan tan, làn mây mang thai làn mưa. Tình duyên tình tình tan tan, trời xanh mang thai tình kỳ tinh tang tang tang, nhạt phai mang thai đậm sâu. Tình kỳ tinh tang tang tang, đàn tôi mang thai nỗi lòng. Tình kỳ tinh tang tang tang, xa mặt mang thai dòng bầu trời. Tình 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 tang tang tang, lệ cây mang thai cười vui. Tình 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 tang tang tang, đàn ông mang thai cuộc đời. Tình 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 tang tang, tình tình tinh tinh tang tang, đàn ông mang thai cuộc đời. Cười gì? Tịch tịch tinh tang tang tang, đàn bà mang thai, đàn ông. Cảm ơn tất cả quý vị. Nghe câu này các chị sướng lắm, phải không ạ? Cảm ơn em. Em hát bài nào không? Người đẹp Thị Vân. Và bây giờ thì vừa rồi thì Dương có hát mang thai. Đến cái đoạn mà đàn ông mang thai cuộc đời thì xong, anh Doãn Tuấn ở dưới anh ngồi cười rất lớn và không hiểu anh cười cái gì. Vâng, đúng là như vậy. Có những cái điều rất là khó lý giải vì vai trò người phụ nữ và người đàn ông. Và ngày nay thì người vai trò người phụ nữ thì càng quan trọng, bởi vì không chỉ đứng đằng sau đàn ông mà đóng góp cái sự thành công cho đàn ông trong sự nghiệp của người đàn ông, mà họ còn trở thành một người mẫu người phụ nữ độc lập, đứng ngang hàng với đàn ông và thậm chí là hơn rất nhiều. Thế cho nên là đàn ông mà có những cái mà phụ nữ không có, và đặt ngược lại thì phụ nữ có rất nhiều cái hơn đàn ông, phải không ạ? Và ngay sau đây thôi thì Sương xin được hát bài hát về mẹ, một tình yêu lớn nhất, bao la nhất, đẹp nhất để gửi tặng cho những người mẹ vĩ đại của chúng ta. Bài hát Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi con đã xa rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo ngoài kia. Mùa đông cây bàng ngày xưa chỉ hát vu vơ,
những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chỉ lớn không thành. Biển sóng thét gào, một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi. Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già úp mặt. Nghệ sĩ Văn Kiều. Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chỉ lớn không. Một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa, trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Trèo lên dãy núi thiên tài ơi à, mẹ tôi trong áng mây vàng. Mẹ ơi hãy dẫn con theo ơi à, để con mãi mãi bên mẹ. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng. Cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Biển sóng khát đào, một ngày nhớ mẹ sóng trào tới xa. Trèo lên dãy núi thiên thai ôi nhà, mẹ ơi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay và những tình cảm của tất cả quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, có thể coi là một nốt lặng trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta, khi mà không biết là người đàn ông hay người phụ nữ ở trong bài hát ấy đã cất lên tiếng lòng thật là nức nở. Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Tôi tin rằng bài hát này sẽ chạm đến rất nhiều người trong trái tim của quý vị ngồi ở đây. Và hy vọng quý vị đồng cảm với một nốt lặng mà Tùng Dương đã gửi tặng chúng ta. Đó là nốt lặng cuối cùng của một mùa đông trong những giai cảm tuyệt vời
của chương trình hôm nay. Xin quý vị cảm ơn Tùng Dương với mùa đông của anh. Cho phép Bằng Kiều được gửi tới toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay lời chào thân yêu. Đây là giống như lần đầu tiên mà Bằng Kiều hát một cái show nhạc mà đến hơn 90% khán giả là nữ. Còn các anh còn lại không biết là nữ hay nam. Không, đấy mình phải nói là một nhóm rất nhỏ. Đấy là những cái khách mời đặc biệt của chương trình. Anh kia anh cười. Chứ không các anh đứng lên đi về hết. Xin hỏi anh Hoàng Kiều một chút xíu là được giao đảm trách cho mùa xuân, sự trở lại sau những khắc khoải. Thì Bằng Kiều, thực ra anh em trong cánh gà cũng có nói với nhau là ông này thì xứng đáng là mùa đông nhất, thế nhưng mà lại được là mùa xuân. Họ rất ghen tị, nhất là Tùng Dương vừa rồi. Thì anh thấy sao? Anh không biết là Dương nó ghen anh ở cái điểm gì. Nó làm gì có cửa là mùa xuân. Hát toàn bài già cỗi như thế. Toàn những là hát về mẹ với lại hát về cái gì đời đấy các thứ. Tức là mùa thân xuân. Phận, thân phận, như nó đâu có hát trẻ trung như anh đâu. Thực ra là Bằng Kiều thì sẽ nổi bật với những bản tình ca. Quý vị sẽ nghe những mướt mà. Tôi nghĩ rằng có thể nghe đến hàng chục bài chúng ta vẫn cảm thấy tuyệt vời. Bây giờ cho em hỏi một chi tiết thôi, trước khi quý vị lại chìm đắm trong âm nhạc của anh. Ban nãy em hỏi nhiều câu chuyện rồi, nhiều câu hỏi rồi. Thì riêng với anh Bằng Kiều, xin hỏi về những đồng nghiệp nữ của anh. Bây giờ không hỏi về người yêu nhé, chủ đề cũng nhạy cảm. Hỏi về vợ càng nhạy cảm. Thôi mình bỏ hỏi qua mấy cái thôi mình hỏi về đồng nghiệp nữ đi. Bây giờ anh nói thế nào về những đồng nghiệp nữ của mình? Sau bao nhiêu năm ca hát, hàng mấy trăm cô gái đến với anh. Nói đúng ra là Bằng Kiều có một cái may mắn là được hát chung với rất nhiều nữ ca sĩ, mà toàn những nữ ca sĩ xinh đẹp không. Từ thế hệ trước như là cô Khánh Ly hay là chị Khánh Hà, rồi đấy là những đàn chị, rồi sau thì Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương, rồi sau lại đến Phương Thanh, rồi sau đến Mỹ Tâm, rồi sau này mới đây hát với một cô nó gọi mình bằng chú, Văn Mai Hương ấy. Nó gọi mình bằng chú mà nó hát rất là tình. Cho nên là Bằng Kiều có một mỗi người đều có một cái vẻ riêng khác nhau. Những người thì rất là tình cảm. Còn ví dụ như hát với Trần Thu Hà thì hai người giống như là hòa quyện mà không phải tập. Chỉ cần đứng nhìn nhau là biết là người kia hát cái gì. Hay là... Anh cho em mở ngoặc một chút xíu với khán giả ở chỗ này. Là Lê Anh thì sinh năm 1977, cho nên là cái lứa của Lê Anh với Trần Thu Hà là cùng một lứa với nhau. Hồi đó thì Lê Anh là MC cho một số cái sân khấu sinh viên. Em rất nhớ một cái kỷ niệm là hồi đó anh em mình đi hát thì được đi hát là rất tuyệt vời. Anh Bằng Kiều chưa từng xuất hiện như là một ca sĩ rất là nổi tiếng hay là chuyên nghiệp. Anh Bằng Kiều cầm cái đàn, guitar và chơi trong một cái ban nhạc. Ngày xưa cái mai tóc của anh nó dài đến tận cằm cơ. Em thấy anh để hai cái mai dài như thế này. Giờ và... già rồi nó cụt đi. Nó cụt đi, để em kiểm tra. Và quý vị biết không, bởi vì là hôm đó thì Lê Anh nghĩ rằng là anh Bằng Kiều lâu nay trong ban nhạc thôi. Nhưng tự nhiên cái hôm đó thì Trần Thu Hà song ca với anh một cái bài là Endless Love. Hay kinh khủng khiếp. Và sau đó em nghĩ rằng là ông này không khéo làm ca sĩ xịn y rằng. Đó là một cái kỷ niệm của cái em thời điểm đầu tiên. Thấy bói. Vâng, em cũng có hy vọng là có cái khiếu đó một chút xíu nào đó. Rồi có những rất nhiều những ca sĩ nữ mà mỗi người mỗi vẻ. Minh Tuyết thì rất là tình. Mà khi mà hát với Minh Tuyết thì quý vị khán giả bảo là hình như là hai đứa cặp với nhau hay sao. Chứ làm gì có chuyện là hát mà lại tình như thế. Ôm ấp rồi có khi còn hôn hít nhau ở trên sân khấu. Đấy, nhưng mà đặc kỳ thực thế nào? Thôi nhưng mà khán giả chắc quan tâm câu hỏi này. Thế nhưng kỳ thực thế nào? Có cái ôm ấp, cái hôn hít đấy nó có không truyền tải? Nếu mà có cặp với nhau lên sân khấu nó cực kỳ là nó gượng ép lắm. Những người mà vợ hay là chồng mà hát với nhau là y rằng không bao giờ nhìn mặt nhau. Thề luôn. Bằng Kiều có mới đây có hát với một cô người yêu cũ. Mà cô đứng cách xa mình 2 mét. Bình thường thế là từ giờ rồi đi hứa với lòng là không bao giờ hát với cô nữa. Chỉ hát với những người không bao giờ có tình cảm gì ở ngoài. Lên sân khấu thì tự nhiên nó rất là tình cảm. Đấy, nó gần gũi. Còn có những ca sĩ thì rất là mãnh liệt. Ví dụ như Phương Thanh là
là một cái giọng ca cực kỳ mãnh liệt ở trên sân khấu, pha chất rock. Ngày hôm nay thì hình như là toàn là nam giới hát để cho các chị ở dưới nghe. Cho nên là, hình như có Hồng Nhung đúng không? Hồng Nhung, Hồng Nhung hôm nay, nhưng mà chị với vai trò là MC là chính. À, Hồng Nhung hôm nay lại là MC. Thế có thể là Bằng Kiều sẽ mang một nữ ca sĩ đến để... Ngay bây giờ ạ? Ngay và luôn. Bây giờ? Ngay một đôi song ca luôn đấy. Một đôi song ca luôn. Một đôi song ca luôn. Cái này bất ngờ nha. Xin mời anh. Đôi song ca này quý vị chắc là rất là quen thuộc là Lam Trường và Phương Thanh. Không, nhưng mà họ không có mặt ở đây đâu. Tôi hát để quý vị nghe xem quý vị có thấy là đúng Lam Trường Phương Thanh không. Khi con tim ai chót trao ai tình yêu đầu, xin đừng để nỗi xót xa vương sầu trên đôi mi. Ai quý vị? Khi con tim ai chót trao ai tình yêu đầu, xin đừng đem nỗi xót xa gieo sầu trên đôi mi. Quả là Lam Trường Phương Thanh. Hai người đấy là một cái bạn rất thân với Bằng Kiều, cho nên là chắc là nếu mà tụi nó mà biết là mình bắt chiếc thì tụi nó cũng không trách gì. Chứ còn có những ca sĩ mà nếu mà nghe người khác bắt chiếc mình là sẽ giận ngay. Rồi thôi bây giờ để anh hát phần của anh đi, để cho nó... Vâng, tức là một số sự chuẩn bị đã xong. Vâng, ký hiệu là như vậy, và bây giờ thì em bắt tay anh ấy, để anh truyền tải toàn bộ cái mùa xuân của tình yêu và vẻ đẹp đến với chị em của chúng ta. Cổ vũ cho Bằng Kiều ạ. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ sẽ là một ca khúc mà Bằng Kiều đặc biệt dành tặng cho tất cả quý vị phụ nữ ngày hôm nay. Bài hát này cũng là bài hát lần đầu tiên Bằng Kiều hát ở trên sân khấu. Một ca khúc nhạc Pháp lời Việt. Không biết là nhạc Pháp hay là nhạc Anh, nhưng mà ca khúc này được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Tiếng Anh thì là You My Everything, em là tất cả. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Anh yêu em.
nói lên em vừa yêu. Nụ hôn bước vào tình, bỗng thấy âm thanh trên cao đang vang vọng nơi lòng mình, với những si mê khôn nguôi như buông vào tim. Trong đáy tim anh yêu em. Em là ước mơ thôi, đã có yêu đương em cho nên không cần những xa xôi. Người là ước mơ thôi, thức giấc trên cao đôi ta nhìn nhau không lòng nói. Người là ước mơ thôi, mãi mãi trong cơn say mê nên mong người mãi bên tôi. Người là ước mơ thôi, chờ đắn đo hay âu lo nhân gian đổi thay vì có anh đây. Thank you, xin cảm ơn quý vị. Thank you, dancer. Lâu lắm rồi mới có hát mà được có múa. Mà thế nào toàn chọn múa cao thế rồi. Hôm nay mình không dám đứng gần ai cả. Có một bài nữa mà quý vị cũng hay gọi là bài Em Là Tất Cả. Đó là ca khúc Thao Thức Vì Em của nhạc sĩ Lam Phương. Nhưng mà thật ra là bởi vì là trong đấy nó có câu Thao Thức Vì Em, nhưng mà cái tên bài của nhạc sĩ Lam Phương là cũng là Em Là Tất Cả. Bài này thì dành cho các cô nào mà chưa có chồng, vẫn còn single. Ở dưới có nhiều không ạ? Không nhiều lắm, vì thường thường chưa có chồng thì hình như là có phải ít dùng dưỡng da hay sao. Có chồng rồi thì nó cũng nhiều đắng cay, phải dùng dưỡng da cho nó giãn mặt ra. Có ai là single ở dưới ơi lên một tiếng được không? Cũng nhiều đấy. Ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại thông ước nguyện trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Gì đẹp bằng phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đến giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Trả lời anh nghĩ gì mà đợi chờ, nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta thầm hứa quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng em thương, em nhớ em tất cả. Thank you.
phút giây xuân vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần em. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi. Quý vị hát cùng với Bằng Kiều, bởi vì phải có giọng nữ vào đây nó mới sung lên được. Ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi. Sao khẽ khàng thế hả Rời? Bây giờ cứ giống như mình đang quát chồng ở nhà đi. Gào thét lên. Ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi. Gần em. Xin cảm ơn quý vị. Bằng Kiều hát một lần như thế thôi để tặng cho quý vị cho nó đủ cặp Em Là Tất Cả. Và bây giờ thì Bằng Kiều sẽ gửi tới quý vị một bài hát mà Bằng Kiều là người viết lời, nhạc của nhạc sĩ Đức Chí. Ca khúc này thì Bằng Kiều cũng gọi là cũng có một những kỷ niệm của riêng mình và một cái cảm xúc khi mà mình được ở cạnh cái người mà mình yêu thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Anh Sẽ Nhớ Mãi. Anh sẽ không quên giây phút này.
thế gian bỗng như ngừng lại. Những giây phút này mãi còn trong anh như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây. Em đã cho anh ấm lại, dù bao giá băng trong tim vẫn còn. Người hỡi hãy luôn gần anh. Trợ cái gì mà nó đỡ mồ hôi ra khi mà ca sĩ hát nhiều khi là hơi nóng cái không biết là cái sản phẩm đấy có không nhỉ. Em mới chỉ dùng sữa rửa mặt thôi, không biết là có cái loại gì mà nó gọi là ngăn mồ hôi không? Chứ còn mồ hôi nó ra mặt nó bóng nhẫy xấu lắm. Đừng có đưa ca sĩ lên cái màn hình này, nó rõ dã man. Một bài hát mà rất nhiều quý vị khán giả yêu cầu ngày hôm nay, bởi vì ngày hôm nay là cái ngày mà tri ân và cũng như là những khách hàng quen thuộc của Mơn Hát, thì Mơn Hát có trưng cầu ý kiến là những ca khúc nào mà quý vị muốn nghe. Thì sau đây là một ca khúc mà quý vị yêu cầu rất nhiều trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, bài hát Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Xin mời quý vị. Thank you. Trong tâm với nhau đã không còn tươi khi
khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới, vẫn thương một thời, giờ đã sang ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ, bỏ mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu dạn vỡ, rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ, nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã, với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã, đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó, mình gặp nhau lúc đầu. Ngày tháng hoa màu đó, cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết để nhớ một thời ta đã lớn. Thì thôi ta đã lớn, lìa xa bên đời, đời lênh đênh sóng vỡ, buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ. Cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa? Để lại bao hồi tiếc, ghi các tên người gọi mãi trong đêm tâm với đã không còn tươi khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới, vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ, bỏ mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu dạn vỡ, rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ, nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã, với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã, đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi cùng trời đó, mình gặp nhau hững hờ. Ngày tháng hoa màu đó, cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lớn, lìa xa bên bờ, đời lên đến sóng vỡ, buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ. Cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa? Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về. Mùa xuân nay đã chết, vàng phai đã nề, để lại bao hồi tiếc, ghi các tên người gọi mãi trong đêm. Thank you.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Em mời anh. À, anh xin. Vâng. Tiếp tế lương thực. Quý vị thấy là phần biểu diễn của một cái mùa xuân ngọt ngào, vô cùng ngọt ngào bằng Kiều đã có thể dừng lại ở đây được chưa ạ? Có thể thể hiện bằng một tràng pháo tay không ạ? Tôi vẫn thấy là ở dưới tầng 1 đông hơn cho nên là tiếng vỗ tay to hơn ở trên tầng 2 sao ạ? Wow! Bây giờ chị em ở tầng 1 chúng ta không vỗ tay cho nghe thử tầng 2 xem nhá. 1, 2, 3. Bây giờ tầng 1 thử xem là có thể to hơn tầng 2 được không? 1, 2, 3. Wow! Anh Kiều ơi, chắc chắn là mọi người rất là muốn anh hát thêm và em cũng sẽ muốn mời anh hát thêm. Ban nãy anh có cái nhã ý mang đôi song ca Lam Trường và Phương Thanh đến cho khán giả. Thế bây giờ em mang đến cho anh một cô cháu gái. Anh thấy thế nào? Quá được. Anh gọi đúng tên cô ấy là cô ấy ra ngay bây giờ. Có đúng không anh? Kiểu gì thì kiểu cũng vẫn em là có phụ nữ. Em vừa mới khám phá thông tin này ra. Đây là một cô cháu gái. Đúng không ạ? Đúng. Kiểu gì kiểu cũng phải có phụ nữ thì đàn ông nó mới sung được. Bống ơi! Bống ơi! Bống ơi! Cháu anh tên là Bống luôn ạ. Thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón cô Bống, tức là cháu của anh Bằng Kiều xuất hiện ạ. Không ai khác, đó chính là Hồng Nhung. Xin mời Hồng Nhung. Bống đi vắng chỉ có cám ra thôi. Thực hư cái câu chuyện chú cháu là như thế nào chị Hồng Nhung? Nói chung là cứ nhận họ đại đi. Bố của Bằng Kiều là em của ông nội Hồng Nhung. Đấy. Khó quá. Cho nên là cũng không đến nỗi đại bác đâu, cũng tương đối là gần đấy. Nhưng mà nó lại nổi trước mình, cho nên là nhiều khi mình phải gọi nó bằng chị. Bố của Bằng Kiều là bác sĩ và ông nội của Hồng Nhung là họa sĩ. Còn chúng tôi thì là đồ sĩ diện. Thì trước đây ông nội của Hồng Nhung là bị bệnh hen suyễn, nên là bố của Bằng Kiều là gần như là ngày nào, chiều nào cũng đều qua để mà giúp cho ông nội của Hồng Nhung. Và vì thế mẹ của Bằng Kiều chính ra là bế Hồng Nhung nhiều hơn là bế Bằng Kiều. Thế nhưng mà như thế tức là họ khá là gần. Bây giờ chả cần nói cũng biết là gần, nói chung là cái nhìn hình thức là ra. Quý vị cũng thấy rằng là về chiều cao là nó cũng rất là giống nhỉ. Kể cái chuyện này sao thì mới thấy là tuổi thơ của Hồng Nhung và Bằng Kiều có rất nhiều điểm để chia sẻ với nhau. Thằng em này nó cũng họ hàng gì với mình đúng không? Hôm nay là em bị hai người dìm hàng. Tí nữa bằng Tùng Dương cũng sẽ có vấn đề với em. Thôi bây giờ vì mọi người hát hủi tôi thế rồi tôi đi vào. Không để không? Cho hai người ở lại hát với nhau. Thực ra thì không cũng đến lúc rồi. Vâng. Súng xính xiêm y như thế này quý vị có thể cổ vũ cho trang phục mới của Hồng Nhung không ạ? Chị quay một vòng đi ạ. Wow. Quay để tí nữa. Ban nãy em thấy cái điệu rumba mà ta 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 thì hay quá đúng không ạ? Thôi bây giờ thưa quý vị, hãy tạm biệt mùa xuân của Bằng Kiều với một sự hội ngộ với một nữ hoàng mùa xuân Hồng Nhung trên sân khấu của chúng ta. Bằng Kiều, Hồng Nhung. Xin được nhận danh hiệu nữ hoàng bởi vì hôm nay làm gì có ai khác đâu, có mỗi mình Hồng Nhung. Có một bài hát mà rất có tính Hà Nội, viết rất là dễ thương về tình yêu của người phụ nữ Hà Nội, mỏng manh, yếu đuối, nhưng lại dành tất cả trái tim của mình cho tình yêu bằng cả sự chờ đợi. Em nhớ anh buồn vui nơi đó, em nhớ anh từng đêm gió về, bao ước mơ một đời thiếu nữ như lá bay con sông mùa thu.
trời trong xanh là thế. Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ đến đây.
cảm ơn quý vị. Thôi bây giờ hay là chú cháu hát thêm bài nữa nhỉ? Hát một bài nó vẫn còn chưa nóng họng đúng không? Giờ vẫn còn ngứa mồm lắm. Bây giờ giọng em nó mới mở ra. Rồi chơi đi em. Vừa rồi là ca khúc Tình Yêu Tôi Hát, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Việt Anh. Và bây giờ quý vị sẽ nghe Bằng Kiều và Hồng Nhung đến với một ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng, bài hát chúng tôi đã được quý vị yêu mến 20 năm rồi. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trong tim, giọt sương che mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Khi em cất tiếng khóc chào đời bên đôi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi nghe càng nhiều thêm, càng khô dòng nước mắt, còn cuộc đời.
Xin cảm ơn Bằng Kiều. Cùng với Bằng Kiều, Hồng Nhung xin mời quý vị trở lại gặp gỡ với những danh ca của đêm nhạc Son ngày hôm nay. Và trước khi gặp gỡ lại những danh ca đó, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm. Và ban nhạc Dương Cầm, thưa quý vị, rất kỳ nhắc về ban nhạc phương Tây, Nhạc viện Hà Nội, nhóm bè PK. Và bây giờ xin mời ra sân khấu ca sĩ Quang Dũng. Và hẹn gặp lại quý vị. Chúc mừng chị em phụ nữ Việt Nam.